Hôm nay được bữa chủ nhật thì hai anh em mình quyết định đi giăng lưới bắt cá nha mọi người. Nay giăng lưới bà con ơi. Trang cả gối ra nha mọi người. Này kéo mà kéo thẳng qua cái cầu này xong cái là mình chụp cái chai xuống luôn nha mọi người. Chụp chưa? Rồi. Ngay bu mô. Đó. Cứ đang giặt nha mọi người. Cùng chờ xem kết quả nha mọi người. Ôi môn này không dám ăn đâu. Sửa lấy chai luôn à. Nó xe rồi, sắn chai ra, sắn ra nước. Đâu anh đổ nước vô đầy cái chai nước luôn á. Cho nó chìm xuống xong nó rị ra được không? Trời, chị xong rồi hồi bắt đầu ta để chai khô chút cho thả ông mi xuống dưới đó nữa. Thì giờ chờ nó dở cái này lên cái đi rồi xong rồi. Có cục đá đó không? Có cục đá đó thì để cục đá trắng ngang cái là nó nằm cái gì. Trời, nước nó đang rút mà. Rút chút xíu là nó lội cục đá lên là nó giữ ra được à. Lưới theo hình Pagabon hả? Dính rồi. Coi. Ai dụng lưới vậy? À, lấy. Cái sạc hay vậy? Dính rồi. Rồi, một em. Có tin vui ơi. Dính được con cá ốc kiến rồi mà con ơi. Khá nhỏ xíu à. Thả trôi cho nước. Ồ. Theo kiểu gọi là dặn hên xui hả? Kìa dính ra cá kìa. Đó. Rồi thêm con lục kiến nữa.
Rồi bữa nay dính cái lô kiến không mà con ơi. Kiến không mực bự nữa mà nhỏ không à. Tiền lên. Dính con cá lô kiến đó nãy giờ luôn á. Chúng con chúng giữa nè. Hai tem. Đem ba con này về tới chiên đi sụ luôn. Nó gớt mày ơi có ba con gớt nó mắc con luôn đã đi ba kìa má lướt bự quá. Nó cũng ăn tròn ú à. Đem về chi giòn phóng sinh thế vậy? À, phóng sinh rồi. Cho có con cá rồi. Cũng mua luôn. Đem cá này chỉ có trứng rồi. Con này.